Khi người khác kiêu ngạo hay nổ về tiền vật chất, rồi mình đi nói với người khác họ kiêu ngạo nổ, thì mình có đang mắc về ngã mạn không sư. Thì cái này đó, xin nhắc quý vị nha. Một trong những cái lỗi mà mình phải tránh đó là gì? Khen mình chê người. Đó là một lỗi rất là lớn. Mà nếu như quý vị muốn tiến triển ở trong giáo pháp này, muốn thay đổi cuộc đời của mình, muốn cho tránh đi tối đa những cái oan trái, tránh đi tối đa những người thù ghét mình, thì phải tránh được cái lỗi khen mình chê người nha. Chừng nào mà mình còn thấy lỗi của người khác nha, còn thấy lỗi của người khác, thì chừng đó là mình còn chưa có tiến bộ được đâu nha. Đó là lời khuyên của sư. Người khác có như thế nào là chuyện của người ta, mình lo phần mình. Người khác có giới hay không là chuyện của người ta, mình có giới hay không đó mới quan trọng. Chứ còn mình lo, mình nhìn ra ngoài không mà, mình thấy người khác lỗi không mà, tới hồi mình không thấy cái lỗi của mình thì đó là cái lỗi lớn nhất nha.